Cái nó đưa ra này như cái cục sứ nó sao nó gì nè. Đó, anh chị mới xem clip. Không có đâu, anh để lên để vừa. Cái sao cái cây này vô là vô chỉ có chút xíu đây thôi. Nó tới đây thôi. Clip đào tại vườn luôn ha. Anh mà vô lúc là bữa nay chậu này là 1 mét à. Chích mưa à. Mà đang chuẩn bị vô chậu. Đó rồi. Em quay cho anh chị mình cùng tham khảo ha. Nay mình về được ba chả nốt nha. Chào em, chào bà con, chào dãy. Chào anh Quang, chào. Đây là lắc vô, lắc vô, lắc vô đi. Rồi được anh Đúc. Được chưa? Rồi, rồi. Nè Đúc. Chưa. Khoan. Rồi. Ok. Này về quá đẹp luôn. Lắc xay đi. Đó, xay lắc giật 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 cái quan, giật vô. Ờ xay đúng rồi, lắc vậy đó. Ờ lắc cái nó mới dễ lắm. Lắc xay xay nè anh Hải. Đó. Rồi được rồi, được rồi. Xuống quá luôn. Thấy không? Nó phải nơi mới. Được rồi, vậy đây được rồi. Rồi giờ chơi cái canh chỉnh cho nó ngay. Ngay rồi, chưa? Ngay đây rút xe ra. Không nói cái gậu ngay chưa? 80. Ngay chưa? Nay được mấy cây anh? 3 cây. 3 cây. Ghê không? Được. Thấy ghê không? Dạ. Kìa cái tứ quý kìa. 3 cây, 2 cây mai vàng, cây tứ quý ha anh? 2 cây mai vàng, cây tứ quý. Ừ, cái này lấy đẹp chút, đứng đẹp. Chào anh Công nha. À, đây anh Công ở về làng Mai Bình Lợi. anh lên anh Út để anh kia 100 chai thuốc Lorafan gì bỏ chỉ của à anh, xin bỏ chỉ ha à. Dạ đây thuốc của anh Út không mua về thử 20 chai xịt thử hiệu quả, bữa nay lên lấy 100 chai à. Nhờ anh Út anh kia làm dạ à. Anh đó nguyên vườn mai anh làm. Dạ bữa nào có dịp em ghé quay vườn mai của anh Công cho bà mọi người cùng theo dõi nha. Anh tính là Tết anh mới bán nè, anh mới nhờ em xuống quay. Dạ anh đang ghép mới được mấy ngàn cây à. Dạ dạ. Cắt cây quá đẹp. Tứ quý nữa ha anh. Nè tứ quý nè. 70 hoành á, để vô lấy mấy cái ly vô nước. Nè tứ quý là mới vô rồi anh chị. Tứ quý 70 hoành. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi, em sẽ quay cho anh chị xem từ đầu tới cuối. Còn một cây cuối cùng này ha, mình quay cái quy trình từ đầu tới cuối ở vườn mai Út Đực, ảnh vào cây như thế nào. Thì đa phần cái kết quả mà vô cây anh chị cũng thấy. Dạ em chào chị. Những cây đây là ảnh trồng đã rất là thành công rồi ha. Cây mai vàng đã xịt mầm rồi nè. Mai vàng miền Tây rồi mai vàng miền Đông này lên về nè. Đó. Xịt mầm rồi ha, mày xịt mầm luôn nè. Đó, xịt mầm. Giờ mình xem tiếp tục cây mai vàng này đi, rồi chút xíu nữa còn cây cuối cùng là cây khủng bên này nè. Rồi xem ở vườn mai Út Đực anh xử lý sao. Anh Công hồi trước là mình làm ban giám khảo bonsai hồi năm nào ấy anh? Năm sáu trước á. Năm sáu trước hả anh? Bộ bonsai Bình Chánh. À, toàn bộ bonsai Bình Chánh. Còn lấy thêm bình luôn. Anh thấy mấy cây này nãy cắt về được không anh Công? Được lắm. Thấy hồi đó nuôi bonsai, giờ thấy mấy cây mai vàng bonsai thấy mê lắm. Nè, nước nè anh em, nước nè. Lại vô kiểm coi không quá nó dao à. Cắt đi cái sao đâu, anh là bình thường cứ cắt là hết được cắt đi. Chứ gì đâu quan trọng. Cái này tí nó cắt nữa ha anh. Chút xíu cắt giờ. Cắt cái này nữa phải không? Cắt rồi, là bộ này mà chứ đâu rồi, ai để cái mai vậy? Xem cây này với với cây với sợi người ta cười chết sao? Giám sát của một huấn luyện viên ban giám khảo coi về bonsai cây này, cây này. Công. Dạ. Em vô em kiểm ba khúc coi nó giao hồi trưa hôm qua của anh nè, em đếm coi luôn trên công luôn. Qua kia anh lụm nó cũng hết 100 chai á mà chia cho xài anh cũng còn 50 nè. Trên mạng anh với lại mấy đứa bạn ở dưới ở xóm với nó mua này nè, đặt trên mạng á. 6 12 60 gì đâu mà em đâu dám. Ủa, sao? Đang 65 được là có đồ giả liền.
khổ lắm. Bây giờ dưới em có thuốc nào mà xài được, xài hiệu quả là đúng rồi, làm giả liền. Giờ gì rõ ràng rõ ràng. Cái gì làm giàu bất chấp thủ đoạn ha. À, anh qua bên kia lấy 100 anh cũng kia hết hết bên kia thằng Sưng mai lên lấy nữa nè. Vậy là nguyên đó đó, em kiểm coi coi đủ 100 chưa? Kiểm gì một khúc gì là 50. À, thì ai biết đâu, anh cũng không biết à. Đó nè, của anh nè, nè của anh nè, anh lụm luôn nè, phơi lụm nè một. Vậy là nguyên thùng này là 150 rồi. Nguyên thùng 150 mà. Không biết em kiểm bên đó có 100 chai á, em kiểm đi cho chắc ăn. Một lớp này là 50 rồi nè. Ờ vậy là lại 100. Hai lớp là 100. Ờ có cái gì cho mượn gạch vậy đang. Ôi. Ừ, xếp lại cho nó mỏng. Vừa anh Công là bao nhiêu cây anh Công? Hai mẫu. Lớn nhỏ chắc hai mẫu đất á. 10.000 cây á, hai mẫu đất 10.000 cây. Dữ nghe hai mẫu á. Chủ yếu anh làm mai gì anh? Anh làm mai vàng không à? Mai dưới đất hả anh? Mai vàng đất với lại mai bò, mai đất với đất. Nói à, chưa có dám trồng mai vàng trên chậu. Bạn nói được cho cùng shop, có hư rau này anh mới lụm bên anh 100 chai gì còn được. Nửa hùng này thấy không? Đó chia qua cho bà hổm, chia anh em ta xài đó. Cái này là lẻ lẻ ha anh? Lẻ thì anh lụm cũng bà hổm lụm 100 nè, rồi anh chị anh chia cho bà con xài, anh rồi anh mới xịt bà hổm đó. Chia cho em trai với. Anh giúp đưa cho anh trai. Dạ. Có gì đâu, chừng nào về ở đây, chừng nào về nó là đưa cho. Dạ. Trời ơi, anh này chuyện nhỏ không mà đúng không? Rồi, không, cảm ơn anh. Nghèo tiền, nghèo bạc, cái tình nghĩa đâu có nghèo đừng lắm. Bằng kèo anh. Có, lụm kèo đó. Chúc đưa cho anh nào về đưa cho anh trai. Hồi nay em là có biệt danh là Thấm Sinh rồi nè anh Công. Cái cái phật cái hút này về không có cần pha trộn vô gì cho cứ để về dứt. Cái này muốn xịt tốt nữa về cái pha. Này pha chung với cái chai màu hồng được không anh? Được, pha chơi cái thứ này là nó việc cũng không còn con nào rồi. Bữa em thấy anh xịt chai màu hồng riêng mà chai hồng có còn đây không? Hết rồi, giờ dẹp bỏ luôn, không xài nó nữa. Không tại xài nó luôn. Nó thừa, xịt cho nó hết luôn. Nó thừa mà cái đó là tốn tiền hơn này. Cái đó là nó hết 150 con chai, mà 150 con chai tính ra nó gần bằng 3 chai này. Nó mắc hơn cái này. Tại vì kia chai lớn, chai kia nó tới 400 lít nước. À. Tại hai chai kia nó chuyên môn để xịt sâu, xịt này không mà con cái con bộ trĩ nó không hay bằng cái này. À. Mà cái này nói chung là cái này không phải nói với mình, không phải nói với mình, nói vườn của anh chết, kêu chết tiệt, không còn con gì luôn nha. Dạ. Cả con vịn đỏ, con nói chung con sâu con gầy chết hết luôn. Nhưng mà nếu con rệp sáp thì mình xài cái gì nó cũng hư luôn nè, nó thật em á, chết sạch luôn. Chết sạch luôn ha. Bây giờ anh mới dục hết ba khúc kia, bây giờ anh xài ba này không nè. À. Trời ơi. Mà cái cây của em bữa trộn bốn loại vô mà thấy xịt nó vẫn còn rệp sáp anh. Sao không á? Tại vì xịt nó ở trong kẹt á. Dạ. Nó ở xịt ở trong đất lá dày quá đó. Dày quá đó. Em xịt thuốc cái thuốc nó không vô tới á, nó không vô tới hả? Lạc lá chân lòng bớt đúng rồi, còn con nghiệp sáp mà em diệt cái dễ ẹt y nói với nhân công đó là lặt lá trong bao bớt tự con cái con nghiệp sáp chết, tại con nghiệp sáp là nó ở trong mát, còn xịt thuốc nó cũng chết, nó có nắng vô là không vô, nó có nghiệp sáp là nắng vô ha, nắng vô là ok ha, còn mà tại mình lá mình đặt là hai lại không nổi á, cái anh coi thử ra cái con nghiệp sáp đúng không anh nhìn thử ra. Mày có mấy giờ chèo chay à? Ê, mai cũng đẹp chứ bộ. Không, đọt ngon ai chạy đọt đẹp á. Là cái mai tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Chúa ơi, từ từ có bệnh nè. Anh đừng khen. Cái tình trạng cây để anh chị các bạn xem có bị giống. Phải đó, phải cây cây em không? Nó có đen mấy giấy này thôi à. Không. Nè, mà hết rồi. Bị đen lá đó. Đúng rồi. Phải hết rồi, hết rồi. Đúng rồi. Còn gì có còn gì đây? Mấy con này là mấy cây trùng ỉa. Trùng ỉa hả? Dư nước không? Rồi cái này nó bị sao anh? Ủa, cây này à, cái cây này nó không được tính nè. Rồi. Em cái này nói chung mấy cái bay dễ lắm. Hạn chế nước đi. Mấy bữa em đâu tới đâu giờ cho mưa không à? Đúng không? Anh nói thật, mai bữa của anh từ không phải nay lòng mình nói chắc sợ cộng đồng nó không tin mấy khi mười mấy ngày chưa tới nước. Dạ. Chừng nào thấy cái mặt chậu nó khô tới không khô được tới. Rồi quá. Em thêm cái rút led nữa nè. Xài chiên thứ là tốt với bà, cũng như về mà xịch về FI HB nè. À. Này. Không. Ủa mà xịt lá múc mai tốt ghê lắm nha. Rồi cây của em cái đen đen nó giờ sao anh? Hả?
đẩy tự nhiên luôn, đâu sao ta. Cái đó là chết chưa? Chết rồi. Sao anh biết chết rồi? Tại vì sao? Cái con nghiệp sát nó sống là mình thấy viên con. Còn này là nó đen không là con nghiệp sát nó hết rồi. Là chứ, nó chết rồi. Chứ còn là em thấy nó rồi. Còn thấy nó trắng. À đúng rồi, em không thấy mà thấy nó đen không à. Vậy là nó đã chết rồi đúng không? Nó chết rồi. Vậy nó có lẽ là nó xịt cái ấy xong là nó chết luôn rồi. Quá, em mới được bài không được. Cái này chắc quạng mua nè. Không có được, mở nó xích xước không. Cái đợt trước kêu nhờ anh Út bên chỗ này mà xách bây giờ mà trục trặc hút giáo vỡ mà ổng sửa mày anh Út. Ổng sửa mày vô hồi lúc đó sửa cho em cái cây nè. Nói lúc bữa đó là anh Út nói có bò có đẹp sáp. Kêu nó xịt cái là nó giờ nó đen vậy đó. Đúng rồi, thì nó ra lá nó bu lúc nào lá cũng đen. Kéo thước đo mày. Hai. Kéo thước đo cái chậu bao nhiêu? Ủa cái màu đất mình bao nhiêu? Nhưng mà cái lá đó em cạo cái là nó bình thường. Nó ra hết à? Nó ra hết. Cái đó không phải mình không phải khi mình nói nó hơi cay một chút nha. Y nó ỉa. À y nó. Y nó tè. À. Chứ không có gì đâu. Đây cũng bị trong đất cũng nó dày quá mình nó không nổi cũng bị. Kệ vậy cũng được ha, không ảnh hưởng gì phải không? Không có gì. Vậy là thấy cũng yên tâm rồi bà con ơi. Không gì đâu quan trọng. Rửa tiền luôn, rửa tiền cho anh. Quay anh. Anh rửa tiền, anh bo thêm nữa. Đưa cho tao, mày có mẹ vậy mà mình qua mình còn phải bo cho đó mà. Anh bo thêm luôn, không quay được. Dặn nha. Có trục trặc thì là giả dở là alo nha. Dạ, biết chưa dạ. Không? Đặt mình nói dối bên kia. Em dài nhiều em biết mà. Không anh em mình nói là đâu đó cho chính xác. Anh đúng đeo cái mắt của em đó nha. Em xài mấy chục chai là. Hay mình đơn cử là mình xài chỉ có 12 chai thôi. Thành ra cái gì cũng vậy. Cái này dòng 6 triệu rưỡi đó. Đo để bỏ vô chậu không à. Tại hẳn ngay anh em nó thật. Nó chỉ 6 triệu đô. Được kính bao nhiêu anh? Không có chở qua. Nó chứ không phải còn lại gì hết trơn á. Bây giờ cắt lại 80. Dành tròn là 80 bọc. À, 80, đẹp phút chiều ngang 80 đang vô cái chậu 90. Cây này đới khủng hoảng ha. 3 4 50 5 9 6 7 8 hoành nó tầm khoảng cỡ tầm 70 68 á. 6 8 70. Thì đúng rồi. Thôi à, đúng rồi là không có là tính luôn này là 100 ngàn. Là tính luôn thì cho nó tại vì qua lần nào mình cũng cho nó 100 ngàn tiền phơi cho nó. Thành anh em mình chịu 2 triệu chứ không có anh em mình chịu sợ thổi chút chứ không phải là gì cho nó. Em có đợt Tết em xài ở dưới em xài OEO với thánh sâu 2 năm trời luôn. Con phi tin mấy năm trước em xài luôn. Năm vừa rồi em bịch. Thường hết nguyên mai nó cùng phát hiện ra em đổ thuốc này em phải lật lá hết nguyên một vườn á, lật lại mấy cái lá mà bị cháy bị đốm 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 cái cây này nè anh chị. Bắt đầu em xịt lại thuốc khác. Không cái này là cái này mà về mà xịt mà cái mai nó chạy dữ pha với quỷ gì vô. Em thấy làm như em pha mình pha đúng liều á, đúng liều nó thuốc này nó mạnh quá, đúng liều hình như có cảm giác nó hơi nó hơi chắc phải pha bớt liều là tại mình pha bồn á. Anh Út ơi. Hay gì em pha một bồn 300 lít. Anh Út ơi. 5 chai này chắc nghĩ chắc 4 chai gì vậy. Thì đó nó cứ chai mồm cứ chai là 60 á thì mình ấy thử cái sôi sôi ra sao. Thì vừa hao thuốc mà vừa ảnh hưởng cái lá nữa. Ở đây mình qua mình pha cứng hơn nhà ở đây 16 lít pha tới 20 cây á. Làm như không có tại vì mày em tại máy em nó trộn dữ lắm, máy em nó trộn nhào. Sao đứng lên? Cái chậu 90. 90 đúng không? Đúng 90 luôn. Cắt 80 đi, giờ cắt 80. Đúng rồi, giờ. Cắt đi, chồng cắt cái này. Không thôi đâu, chồng cắt đi. Cắt luôn. Nhậm nhò với giờ. Lông vô em lấy tấm hình cái coi. Đó, ngứa nghề cắt đi. Ủa quà nó đâu ta? Áo yếu đâu bật vô cái coi. Đứng đứng đi. Cắt đi, cắt đi. Quay vô luôn chứ. Để em góp ý anh ngày trước cái gì cắt. Ở đây là thí dụ như cái khúc này nó nguyên khúc này nó bằng nhau nó hơi trò là mình lấy cái cây này cái thân nó vót lên, em đứng cắt cái đọt chủ nó tới đây nè, anh thấy sao? Đúng rồi, giờ bây giờ vớt cây xuống đi. Không cái lên chút vớt đâu đây rồi. Thì nó đâu đây thôi. Là tổng thể của cái cây này giờ cắt tới đây đó, anh thấy sao? Đúng rồi, không giờ bây giờ vuốt trước đây. Cái cây thì một là tới đây, hai tới đây thôi, hay lên đây chút đi. Nguyên khúc này bằng nhau, nó vừa vót lại vừa bóp lại dưới thân nó bóp lại vừa tới đây là
thì mình cắt đừng đừng đúng rồi đúng rồi đừng đừng cái đừng để cái lỗ tai nó ra thừa quá không nó cái mai mốt không còn rồi nó sắc sắc chứ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đừng có cao quá vậy nó không ngon vậy cắt cái dưới đây trước đi đúng rồi bên hết dưới đây đây rồi bên tới trên rồi vậy là mình bên từ dưới lên trên bên từ dưới lên trên ha cắt đây tại vì đây đâu đâu anh ông em lấy tấm hình ra anh ông anh coi đi chứ để được rồi cái đây cái rồi vậy đó cắt cho nghiêng cũng bắt được mà đứng cũng được không sao cắt bonsai cây biển xanh không bao giờ làm cho cây mai chưa rành có sao đâu cây mai vàng nó dễ lắm lỡ nó hụt chút nó cũng lên nhưng mà cây trời cây tứ quý nó hụt nó không lên thôi chứ cây mai vàng sao nó cũng lên chân á đúng luôn tay luôn đi tay xích xích tay được ha ha đúng rồi đâu đó đó đúng rồi đây được không anh đúng rồi đây cây này cây lùng mà đâu cây này dễ gốc dễ nãy không cắt dư cắt lại được thiếu rồi không có nói là được rồi gắn sắt nói nó không có dính đó thôi gì cái này quỷ thằng đó dừng đó nó không có trùng rồi dài qua đó bỏ đi đây ha vô đây ha anh cho nó xin vô chút cũng được cũng không sao cho nó ngắn chút cũng được cũng không có gì đâu á ghép là người hay cắt đúng rồi càng ngắn là cây mai càng tốt em hơi nhát nên nó còn sao đó gì nhát thì đem cái xô vô khoác cái áo vô cho đẹp cọng cưa cũng mướt quá ta nhưng mà khúc này nó còn hơi trước chút nè cưa cùng cưa này đi từ từ á có đi từ chứ đi mạnh quá nó bị trước trước không họ có gì vỗ là không sao cắt ở cái này nó khó nè còn ba cái nè giờ là làm sao nè ba cái này vuốt xuống vuốt xéo ha anh giờ lấy tạng đây nó đây lấy qua đây tắt máy thằng hết anh Út ơi giờ đây trước nè cho nó lòi mặt tiền giờ mình chọn mặt tiền đâu anh? Mặt tiền này nè. Không có, anh mới dễ cắt hàng kia. Tại vì nó dướng thằng này sao cắt được, phải cắt thằng này trước. Đó giờ cắt chỗ nào? Thằng này là lên đây là lên đây. Anh Út ơi. Cuốc cái này được hết rồi ca. Cái này kìa. Hay quá đó, lấy thằng trên nè, lên đây. Này lên đây. Anh hỏi cắt ở đâu kìa? Cái dựng tầng lên đó anh, cho tới đây được không? Cái này hơi khó nè, cái này em đúng rồi, cái này nó hơi vướng rồi. Cái này lên tới đây không? Đúng rồi. Lên đây. Thằng này ngay đây đi, này cắt đây xét đi, mày lấy ngay đây đi. Nó hơi tại, cao. Tại mình thích đọt cao chứ mình không mà mình không hướng mình ý mình đọt cao. Đọt cao cho mình cắt nó nhỏ là ha. Trời nhỏ nhỏ với nó cây mai nữa nó. Chỗ này nó nhỏ hơn chứ. Tại biết sao không? Coi kỹ lại đây qua mặt tiền đây nó nhỏ hơn trên đó. Cái chỗ này thì nó hơi con quá cho lên đi chút xíu đâu đi. Ngay đây là được. Giờ em cắt cái này trước ha. Cắt đi. Còn hai cái tại vì sao cái thằng anh mà để nó bò lên không được thằng em mà lên cao này được thật sự này đi chắn giữa này quá đúng rồi nó nghe đó giữa ha ừ. Chứ đâu có cách nào giờ nó nằm ngay giữa đâu bắt buộc cho ngay khớp đi
đó, rồi xử vô đi, đúng rồi, đó là nửa ngày đó. Qua đứng vô hình anh Hoàng bên đây nè. Chờ vô đứng nè. Trời ơi toàn siêu khủng không, mình đang học nghề. Dạ mày lấy dính nhau đây không ra đâu, lỡ dính chút không ra đâu. Đây mình đây tôi mình xử ra ra. Hay quá. Nó lại nó hẹo chút cái này à. Chứ em thấy là phải cắt nghiêng da vậy á, anh ghép ngoài đây anh lấy ra đây dễ hơn á. Ở đây nè, bỏ qua cái đốm nó luôn. Dạ cái quyết định nè. Vô đó, ôi. Vô đây là anh là em phải cái khúc này từ đây tới đây là bằng nhau nè. Dứt cái đây á, dứt cái đây đi thì xuống cái phần xuống hai phân, xuống hai phân hết. Vô nữa hả? À là xuống hai phân đi, xuống này luôn rồi chút xử ở đây tại anh thích lọt lúc nào cũng phải 20 phân 25 phân. Ờ ý anh là vậy. Tại thích cái cao cao lên vậy đó. Anh giờ anh vô coi mặt tiền ở đây nè, cái thân này nó gió đây rất là đẹp không? Đúng rồi. Là vừa tới đây là anh vừa bóp nè, lên còn, đây nó bự cho da lại. Còn có ngay đây đi, ngay chỗ này nè. Ừ, ngay đây là nó hạ hai phân rồi. Không, ngay đây đi tới đây không được. Dính thằng ngay đây, thôi tới đây đi. Ở trên đây nè, út nè. Ở trên nó nhỏ hơn. Út nè. Tới đây đi, tới đây vừa. Ở trên mình cắt xuống từ từ đi. Cắt xuống từ từ đi. Rồi mình trên mình cắt xuống. Bây giờ anh cắt lên cái anh ngắm cái đã. Khỏi nhắm mình thì khỏi, mình nên nằm mầm trong đây đây đi, để đây. Rồi cho anh đón xử luôn kìa. Đó, tại chỗ này kìa. Trên nó mới giót cây kìa. Còn ở dưới đây thì nó không có giót. À, không đây, không đây, nó kênh đây. Rồi, mà ngay chỗ này thì nó giót rồi. Lấy lên cái ẹo này. Rồi. Tới đây hả? Ê, nè. Lên, tí nữa. Ngay chỗ này kìa. Chỗ này, ờ. Trời ơi. Đúng rồi, đâu. Giờ anh xuống mới, nó đụng thằng này. Đây ta lấy ở đây ta mới lấy nhánh liền hấp đây nè. Ngay đây, ngay đây ta đưa. Ở trên đây giờ nó đang bước này nè. Là ngay đây tôi đi bóp đây tôi đưa ra. Ừ. Đây nha, bút chai gà chết không có nói là được nha anh. Rồi bắt đi xịt qua đi. Xéo qua là xéo. Hẳn muốn hẳn muốn xéo sao không được á. Xéo thì nó chảy nước hẳn thì nữa mình dễ đóng. Đây thôi tôi mình xử ra đây. Đây. Rồi cái ngọn cho nó xử cái ngọn. Đứng đó luôn anh Công, đứng đó luôn anh Công. Đây. Chứ em là đúng rồi. Hết bóp là phải cắt liền. Chứ... Anh Công đứng xích qua xíu anh Công. Ở ghép ba đầu đây rồi xỉa đây đầu xỉa đây đầu xỉa đây đầu xỉa đây, đây em góp ý nè, ví dụ đây à. Anh lấy ở đây đây lấy đây lấy đây đây hết rồi lên tầng từ nè. Bây giờ nguyên cái mé này nè theo em là nên cắt xuống à. Tới đây nè để cái này nó vừa lên đây nó trên cái tỷ lệ này từ đây lên đây đúng rồi đúng rồi mà là nó còn lại 7 phân ví dụ như đó. Một gang xong rồi tới nửa gang rồi tới 7 phân nó từ nó dùng đúng rồi nó phải nó ngắn là hai kiểu miền Tây còn mình ở trong Sài Gòn anh thì là biết sao mình tại anh bẻ xuống là mỗi cái ngưỡng nó gần mười phân tại cái nhánh này là nó đưa đây nè đưa đây thì nó khoảng trống này à không quá không vừa trống đây cái này nè cái này nè là nửa qua đây nè cái nhánh này nó qua đây nè tại anh bẻ kẽm nửa qua đây nè còn phim đây là nửa nó qua đây nè là qua tay anh chỉ nè là cái nhánh này nó qua đây nè nửa cái đầu này là anh sẽ đóng ba đầu cái đây cũng ba đầu à. còn mấy thằng này á anh làm xây đàn tròn đều thôi chứ còn trong cái kỹ thuật bonsai của em là phải theo tỷ lệ ví dụ như còn cái đầu này phá đầu bỏ đây. Đi lên đây là ví dụ 2 tấc đi lên đây nó sẽ còn 1 tấc rưỡi không ngắn ngắn đúng không đúng rồi đó tôi biết rồi tôi có học qua mà mày dễ với ông vậy các bạn nó lùng quá tôi nó tại vô chút nó lùn lắm mình hiện tại từ cái bầu đất lên cái đỉnh bây giờ là khoảng cỡ 90 á 95 á mình hết tới gió cái mặt tiền 80 mình hơn nhiều nữa hả nhiều nữa gục xuống gió đặng móc gục bể gục đây còn dày bốn nó ngay là đây nó thừa nó thừa nữa mình tính đi đường bẻ à.
nhớ về chắc 10 triệu quá. Mấy triệu không? 10 triệu nãy được 80 triệu. Xây xây đây qua đây cái mặt tiền thử coi. Không rồi bạn. Xây xây được không? Nhá hàng nhá hàng thử coi. 80 mà còn chưa được tất. Đó, không. Rồi xuống này chứ. Nè, đó 80 này. Thấy chưa? À. Thấy chưa? Không, hay hay hay. Như này mới chuẩn luôn. Làm thầy của người ta được chứ. Đúng rồi, chuẩn luôn. Làm sao mà làm thầy được người ta. Ngay số 8 luôn á. Này mà nãy cắt ở trên cắt xuống xíu còn 7 tấc à. Bạn còn 70 à. Đúng rồi, miền Tây đó cắt cũng phải 70 à. Thấy mà. Nó xuống hả? Cái này mà giống cái clip tài là cái này nó xuống nó vũ luôn. Clip của tài. Còn cái clip của tài. Không, vũ không được. Bông sai nó khác. Nó vũ cho mà thấy. Quá. Vũ clip rồi. Đó mà vũ sát này là hai này con không được. Là dục đi luôn. Cây của anh Hoàng vũ được. Cây này vũ sát vũ con không được. Cây này phải vũ tay. Vũ là nó phải từ. Đó. Vũ nó phải hàng thế. Xuống tới đây là 80 này. Lên tới đỉnh đó là đúng 80. Tôi bây giờ tôi đo cái bầu. Tôi không có đòi. Bầu là dư rồi. Đừng có cắt nữa. Nhận thôi. Cắt phát nữa nè. Mất đẹp, mất hay luôn á. 90 bây giờ vô 80. Dành chậm tròn lại thôi. Cứ gãy chậm tròn lại. Cái 15 phân nữa mình bẻ thôi à, cái còn mỗi cái còn 5 phân. Cái sao cái này lúc nào cũng nhiều quá. Xe cái chiếc xe qua thử. Em thấy vậy tụi nó gầy ghê lắm mấy anh. Xe cái mặt tiền nó quay cái mặt tiền thử. Đúng là ghê lắm. Đó mình chọn mặt tiền đó. Cho anh đó, mình chọn mặt tiền ở đây nè. Anh mặt tiền bên đây hả? Mặt tiền ở bên đây với là thoát. Mặt tiền bên đây cái lưng nó phải vậy à. Còn đây là cái lưng. Không là cái này là cái lưng. Cái đó là cái lưng. Còn bên này là mặt tiền, bên này cái là mặt tiền. Cái lưng là mặt tiền. Thì cái lưng cái mặt tiền nè, thằng thôi cái mặt tiền là đâm dày là đúng rồi. Còn này là mà, còn này là hai bên hông. Về em cây về bonsai á. Về bonsai á, cây này theo em á là cái mặt tiền nó phải nằm ở đây. Và khi nó bóp nè, nó lắc nó bóp thì đúng rồi, cái mặt tiền phải đây đúng rồi. Khi nó vừa bóp nhỏ là hết mức. Khi nó hết mức rồi nó đang chuẩn bị nó bự ra nè là em là đúng rồi đúng rồi theo em là chỉ có tới đây thôi. Cái này mày dưới cái nhánh này là anh lấy cái mặt tiền bên đây, cái này xuống đây, cái này là phải muốn làm gì phải đốt này là cái này là thằng phong cũng làm mấy sao đúng rồi, muốn mua hàng này là hạ xuống này cái hai phân rồi cắt ngay đây nè, là cái này nó sẽ xuống thêm ba phân nữa, xuống tới ba phân thì nó trồng dưới này đúng luôn, cái nước là Thiến này bỏ đó đúng rồi, anh Thiến bỏ chứ anh xuống này bỏ đây đó, cái nhánh này nó được để chỉ xuống ba phân thôi. Cái này 10 phân thường á, không để bên đây để vô hết cho. Tại vì miền Tây là từ nhánh này lên đây là chừng 10 phân à. Thấy không? Đúng không? Thật sự là 10 phân à, từ dưới này lên là 10 phân à. Cái này nè. Nó cắt nhánh của mình. Cái nhánh này nó đang cập thân nè, đang lẽ lấy. Đúng rồi. Cái này mà vuốt luôn, luôn. Cắt luôn đi, đúng rồi. Thì vuốt luôn luôn, vuốt cho nó cho liền. Thôi, dứt đây. Dứt kia xuống chút đi. Vậy là dứt cái đó phải dứt cái đó. Để cái tay nó ra. Ở trên nó, nếu mà nhà bên kia thì trên nó còn hơi cao. Đúng rồi. Cao xuống kia 5 phân đi, kia 5 phân đi. Hạ cái đọt xuống luôn rồi. Thằng cái tay ra dữ. Người không ra đâu, vô chút không nhậm vậy đó. Em cưa là không cho bấm vô trong nữa chứ. Bấm không? Không bấm thôi chăng á, ấy đi im hả, giờ cái đọt nè, đây gác tay đi anh, coi chân này đi quá thấp luôn anh để tôi đó, mấy anh không chịu để đi cao lắm á, đây đi đây đi đây rồi, chứ anh xuống quá ấy cây đó quá ấy, qua đây đứng em, anh công công anh công qua đây anh đứng em, đó là nó quá ấy cây luôn, không lùng lực thì đúng rồi, nó lùng nó con khúc à, thấy miền Tây mà
cũng như cây quấn hoàng á là ok đó, đẹp á. Thấy cây này là phải chừa tay. Đúng rồi. Còn thằng này mà những lục thủng thì nó có khúc rồi, nó phải bãi cái này nó sách vở đúng không? Không gọi là cây mai tàn nữa, nó là thành cây bonsai rồi. Thì nó phải theo cái kiểu mà của bonsai miền Tây á, là tỉa tối ngày luôn, là nó ra như là tỉa hết. Còn thằng này á, là ba cái trái nát nó nhảy ra là nó bích lẻ nó. Nói vậy được rồi. À, ảnh cắt hơi xéo một chút á. Cắt vậy là cái chi không? Nước chảy. Nước chảy. Ý với em vậy nè, cây này là nó có cái độ lắc nhẹ nè, có độ lắc gióp nhẹ nè. Khi mà cái cây này khi nó mới lên á, cái bản thân cái cây này mình trồng lại nó sẽ lắc qua đây, nó sẽ lấy cái cành này cành chủ nè, nhất cái bông chai thì khi nó lắc nhẹ qua đây, khi nó bóp hết ra rồi á là mình sẽ cắt ngay đây. Lý do là sao? Cái khoảng này là từ đây tới đây á, nó 4 tấc thì từ đây tới đây nó chỉ được 3 thôi, chứ cái khoảng này nó không thể dài hơn cái khoảng dưới. Dưới thì bự hơn chứ. Lúc nào ở trên nó cũng phải ngắn hơn cái dốc á. Ví dụ từ mình tính từ cổ rễ đây đi, lên tới cái chỗ ông nói tôi biết rồi. Thì lên đây nó chỉ còn 3 thôi, là nó vừa bóp gió là nó sẽ cái này nè. Mình nhìn cái cây nó sẽ gió nó lắc gió. Khi mình lấy em muốn mình dựng cái đọt nó hơi nhẹ về lên. Nó lắc qua bên phải xong rồi nè, cái đọt nó phải trở về bên trái xíu. Và nó phải hơi ngã về mặt đường. Tính ra cái thằng cái này là mình chơi không phải là cái này là dạng bonsai lỡ, cái này bonsai lỡ bông chứ đúng ra thằng bonsai thì theo cái kiểu anh, còn cái này là nó lỡ đó, nó lỡ thôi chứ không phải mà tránh thằng bonsai cũng phải cân đối hài hòa không nè. Trong nó dày đẹp nè, cái này là đúng rồi, cái này là lỗ cổ này là món khoái hình á, em nói là để đúng rồi đúng rồi, có đúng ý em nói không? Đây nè, vừa khi nó vừa bóp lại á, nó vừa bóp lại á là phải ngưng liền chứ lên đúng khúc rồi, này là nguyên cái khúc này nó sẽ trò nguyên khúc bằng nhau nè, lên đây nó có xu hướng nó muốn bự bự hơn nữa nè, ở dưới đây nó phải bự và dốt nhỏ, vừa dốt nhỏ chỗ nào eo nhất là phải cắt liền. Mặt tiền bên đây thì nó không bị không có đâm vô mặt đúng không? Đúng rồi, không có đâm vô mặt. Cây này nó ngay, nó mặt tiền không thấy thẹo mặt cắt. À. Bên trong biết sao là cành thông đúng không? Ở sao tất cả đều là cành thông. Cây mai để mình nói nghe, cây mai là có bốn hướng. Ý con người ta mình cũng vậy. Ở đây cũng như đây cái lưng, hai này hai hông, đây là cái bụng. Mà đúng rồi, cây này cắt ngay đây là đúng. Giờ anh làm dấu chỗ này đi, anh hỏi thử anh hỏi. Đúng rồi. Em chỉ cái chỗ này là em nói cái chỗ này là đúng rồi. Ngắn chút thôi. Đây 500 anh em bà con đang xem nè. Lúc ở ngoài kia rồi. Lúc ở ngoài kia là em nhìn là ngay chỗ này liền, lúc mà để ngoài đó để nằm là em dòm ngay chỗ đó đấy. Nhắm cái đầu đó. Đúng rồi, chỗ nó nhỏ. Dưới đây khỏi bị lợn, dưới đây không sao đâu, dưới đây ở đây á, đây cắt tới đây phải không? Rồi dưới đây cái này là cuối cùng á, rồi dưới đây rồi cuối cùng nha. Ngay đây thì ok rồi, cuối cùng nha. Xích cho ai, xích qua em lấy hình cái để bà nhớ đứng đó luôn. Cây nó gọn, cây anh chị thấy ok không, mình cho cái comment ý kiến đi. Anh Công ảnh cắt cũng hơi xéo luôn rồi đó. Đúng, nó phải hơi xéo. Nhưng mà cắt nhẹ thôi. Cắt để nước chảy thôi chứ không phải là nghiêng cho gió. Gió là mình phải nuôi cần nó mới gió. Cắt để nước chảy đó. Thì học qua là nói mấy vụ mà cắt bát hết mà. À, thì mình làm thấy bên hai mà nó để nghe. Đó, ship thấy... đó, mày có năng khiếu nè, rồi nãy đi mày qua trong vòng 3 tháng là mày ok luôn. Mày nói thôi làm mướn sống. Đẹp á, thấy dễ thương á. Thì gì tại vì nó cân nè. Rồi, không cắt nữa. Cái này để kèo rồi. Này cắt một chút nó cũng đẹp nữa. Còn coi phía bên sau này coi, nghiên cứu rồi. Xuống cân nữa. Đây. Đây nè, trước đây ngay đây. Bây giờ đây nè ha. Ở đây từ đây là nó khoảng tấc rưỡi nè, nhỏ dần tấc thôi. Anh giật xuống đây nhỏ gần cái này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này làm cái không? Cái này thì nữa mình bẻ thấy tầm mình tẩy bình bẻ nó, coi nhìn không thấy không? Dạ em thấy từ, rồi. Từ đây lên đây tấc, từ đây lên đây nó còn 8 phân. Từ lên nó phải nhỏ dần. Đúng. Cho mình chút đi, cho mình chút đi. Đây á là nó lội khúc này ra xa nữa. Cho mình chút xíu đi, cho mình chút đi. Anh giật chút xíu nữa, anh ngó ở đây nó tấc, cái này nó còn 8 phân nè. Cho đây chỗ này sâu sâu. Nếu này anh xuống tầm khoảng nửa hoặc là 1 xăng thôi. Cho nó tròn. Nửa thôi, nửa xăng 1 xăng thôi. Xuống quá là không được. Xuống đứng không, đứng xuống. Dưới á. Chút xíu lại. Khoan khoan anh nè, anh lấy qua cái mép bên này nè. À đúng vậy đó, đúng rồi. Khoan, nhìn bên này nè, nhìn bên này nè. Cái mép tròn nè, cho đừng có cắt cái này. Thì đúng rồi, nó xuống đây chút đẹp à. Xuống ngay đây nè anh.
xuống ngay cái dấu này luôn nè, ngay này nè. Ngay này nè. Đó, ngay cái dấu luôn á. Cho cái lỗ tai nó ship gọn vô. Nó tròn. Đúng không? Hơi cao lên xíu. Chào vậy đó, giống gì? Đúng rồi, đúng rồi. Để cho nó đừng cắt cái lỗ tai bên này. Cho cái lỗ tai nó tròn lại. Đúng rồi. Đây cái bây giờ nó cắt càng ngắn là cây càng khỏe. Đó, đẹp rồi đó. Trời ơi, thợ cắt luôn. Đó, thợ cắt luôn, không có dấu gì luôn. Rồi cái lỗ tai đẹp rồi đó. Kính dữ lắm rồi đó. Ủa cái này cũng ngay lỗ tai luôn nè. Vô có cần đụng không hay là chét luôn? Không, chét luôn. Cái này y khúc này ngay lỗ tai luôn. Vô xong rồi chét luôn. Anh Công. Khúc này cũng ngay lỗ tai luôn nè. Ngay hai lỗ tai luôn. Đâu đi đây. Đo lại cái này. Đúng rồi. Này chắc còn 70 ha. Đo lại chiều cao luôn anh. Làm giúp sao đi. Đó là chiều cao luôn. Ôi, 80 7, xuống tới đây thì 80. 79 đi. 79, đúng rồi, 79 đẹp. 80. 79. Lấy rồi hay ta. Đẩy chất chồng lên đúng 79 thôi, không được đẩy 80 nha. Tới đây thôi à. Đúng rồi. Đó rồi, đẩy chất chồng tới 79 thôi. Đúng rồi. Mình thấy phong thủy chút mà, đúng không? Ok, là đẹp luôn á. Tao đeo luôn, không nữa đi. Cưa đi, cưa mấy này nè. Cưa mấy chỗ này nè. Trời ơi. Ủa, Công có con Phúc Bạch không? Qua anh qua anh đừng chơi xíu rồi đó, giờ coi trên mạng không chưa có thấy anh ở ngoài. Điện chưa? Không. Rồi móc thử ra cùng đó không? Anh Công định qua anh Phương Bạch chơi hả? Lát đổi nút đi luôn. Không, mình qua không, luôn. Anh Công mình không có thời gian đâu, ngủ ngựa mình bận thấy bà luôn. Bữa nào đi để xong rồi ngủ qua quê rồi em ở đây. Ê chơi. Để chiều hôm qua mưa. Tối quá em chưa tới phần ngày này, chiều nay em tưới cái phần HVB của anh thử. Tưới vô tốt lắm, thử vô vài cây. Bây giờ gom gọn gà. Gì đó đây không hiền hay đó. Để mà. Nhưng mà mình phải có sự cho sánh anh. Ở dưới em làm vườn lớn mà em thử vài cây. Nó không có hỏng. Không hỏng như mấy phần kia đó. Mấy cái cây này các bạn thấy dữ quá anh nó rồi. Cưa mấy đầu gãy thôi, mấy đó bằng bên đây nó thừa nè. Đâm dài xuống. Ừ. Nó để cưa nó hụt cua đây. Không có cưa mấy cái đầu ở đây nè. Thôi. Cưa hồi sơ rồi thôi. Tại bên đây nó lòi quá trời nè, cưa cho nó bằng ở dưới để biết khi ông vô cái cây nó không có thơm. Chứ ông vô xong rồi mẹ bên gãy này dốc bên không có gãy nào, đó là cưa vậy đó. Tức diện hình cắt vậy không? Dạ. Anh mà bonsai á, nếu như cây này mà cây tuyển xanh á, tuyển xanh riêng anh, cây tuyển xanh á, là anh sẽ cắt bỏ cái nhánh này. Lật cái mai ngã đi, ngã mình làm chứ. Cái keo lắc nè, đây là từ đó. Vậy là anh lấy cái mặt tiền ở đây. Mặt tiền ở đây. Mặt tiền nguyên. Bonsai á, liệu bonsai chứ không phải cây mai vàng á. Cành một anh sẽ nuôi ở đây, phần phong sẽ nằm ở cái này là đó là để gọi từ đây lên đây ví dụ 2 tấc. Rồi ngay chỗ này là anh sẽ cắt hạ xuống xíu nữa anh nuôi chứ. Lắc qua bên đây nè. Ừ. Mấy cái thừa, mấy cái đấy cắt mấy cái thừa thôi. Đây cắt mấy cái thừa. Thiếu được. Cắt. Ở đây nó có cái cành lá. Thừa chút rồi. Rồi em hiểu rồi. Cắt mấy cái thừa thôi. Mấy cái thiếu lượng cắt. Cây mai vàng mình nuôi theo kiểu cứu viện. Cái cây mới còn được. Cái viện thì nó chỉ lắc nhẹ mấy cái đọt chở mấy cái thừa nè, mấy này nè. Thừa nè, thấy không? Nó lắc qua trái nè. Dòm cắt cái chỗ nó còn. Giờ cái đọt mình lắc qua trái. Cây lại chút xíu lên mình chút xíu thôi là. Ừ, thừa cứ vừa xử đi cái xử. Mà cây này mà cắt cái này ra thì cái mặt cắt nó bự quá. Bên này thôi. Xử đi miếng đó là nếu bonsai thì đây miếng nè. Phải chấp nhận cái này là cái heo. À. Âm. Cái âm á. Còn cái mai vàng thì mình cho tứ diện. Cái củ bên này là giữ đúng không? Giữ cho cây mặt bằng cái mặt bằng chứ cho nó cân anh. Nè đó nó trồng cái chậu ha. Chậu trồng chậu trồng ra mấy chục năm nữa. Sao mà hồi đó chắc cái đế này cũng sửa dữ lắm mà đúng mới rồi. Được cái kiệt ba chân vậy nè. À, kiệt ba chân mà nguyên cục không. Cây này cái đế muốn giữ hơn cái cây này luôn à anh. Cây đĩa cục mà cây dạng cái chậu này xài cũng góp Biên Hòa nè anh. Cũ đặc. Cây này góp Biên Hòa là cây này mấy chục năm à. Trong cái chậu này mấy chục năm. Là cái miệng ở dưới ha. Góp Biên Hòa nè. Đưa đây mấy chục năm
cây này cái bộ đế hay quá. Bộ đế cây này là như là vững như kiền ba chân ha. Tròn mà đâu có sợ. Lấy lâu ha. Lấy lâu. Kia thì lấy sợ. Đây đẹp quá. Đưa cô đây. Đấy. Bây giờ lật lên cái đế với nó còn đi lọc rồi không có cái. Dạ. Không thấy thèo luôn. Mặt tiền ở sau thành phong mặt tiền đây quá đây. Thấy được một bề. Thấy được ba cái luôn. Đúng rồi, bốn cái luôn. 1 2 3 4 5. Đúng rồi. Cái ấn tượng của bộ rễ. Khi mình chọn mặt tiền giờ chọn từ cái đó ba. Anh chọn tiền ok đó. Mai này không phải dễ kiếm nha, nói thật á, cái gì dễ kiếm mai này rất là khó kiếm. Này không ý à. Nó về chuyện phải lấy. Bắt cái mai mỏng càng dáng. Dưới rễ thì anh cứ cắt cho tròn phải không? Thu lại bộ rễ. Mua 100 cắt một cái còn có 20 là đúng rồi, nuôi mấy năm nữa mới lên được. Đúng rồi. Gắng cố gắng rồi thấy không? Dạ nút đâu cần bán đâu. Dạ nút mình chỉ mua vô mà. Mua vô không à. Tại sao? Mấy cái mai này mình kiếm không có đâu. Mình nói thật. Mình mua mai là rất khó. Để quay để em, em coi vòng vòng coi. Nó cũng ngang ngửa với cây này nè. Đó. Cây này kiểu khác, cây này kiểu khác. Rồi đặt cho ngã đi. Bên này nè, giờ xây rồi. Cây nữa không? Có ăn được anh Hoàng. Quá trình làm một cái cây bự không đơn giản gì thấy không? Phải 5 người á. 5 người ngồi góp ý rồi cắt. Một cây thôi. Đây nè, cắt đó sát lên nó luôn đi. Chở bằng ở dưới không à? Lấy từ đây lên đây khoảng 3 tấc thôi. Vô chậu chứ mấy cái để cắm nó xuống thật ra đó là cho nó ăn nghe mà. Đây đứa cưa đây. Cái mai này tẻ lắm. Cắt ngay đó mốt rễ ra thành rễ bàn đó, nó đi ngang hả anh, không để xuống nó cắm xuống hoài luôn. Cho nằm xuống không, đành sâu qua đây em phải dịch sao sâu qua đâu móc hết đi để em dẹp hết bên đi. Một cây kỹ lắm, cây mà mình để sau này phải không? Chứ cây thường thường giờ nó giờ nào cũng có được á. Thành cái cây nào mà quý quý là cắt hết là trắng mẹ nó tới tới đâu tới thấy mà. Chính cây giá cũng mềm nữa. Cây đi. Nó còn nửa giá bình thường á. Đúng rồi. Thành anh mua cây là mua cây mà để sau này có tầm cỡ. Chứ còn muốn cây thường thường anh xuống dưới tầng tay là cả đống. Còn miếng rưỡi cắm bên kia nữa kìa. Cưa lên đây phải ơi, cái cây cưa cái này mày. Đấy, cưa luôn đúng rồi, đúng rồi các bạn. Cưa mấy bà ấy. Alo nghe đã. Quánh nhiêu? Không, mình là 40 mấy mình mua đâu, mình mua bà là phải từ 80 đổ lên mà cây giữ cây quái kìa. Ừ, cũng đây tao mới mua 3 cây giữ lắm nè.
Ờ, đang vô nè, cây cây mây Vũ Lâm, mây miền Đông. Ừ, mây Vũ Lâm, mày đi ghê lắm. Đang quay, mạng đang quay luôn nè, mai tối rồi coi. Ừ, giá cũng được lắm. Cây khoảng khoảng 70, 80 mấy. Cây đó chắc chỉ cũng ngang ngửa với cây này ha anh Ngọc. Ngang ngửa rễ. Đó, cây thành phẩm. Bỏ lên đây, cây tôi lên dữ lắm. Ý là bộ đấy dữ á. Út nè, cắt không? Cắt chứ. Cắt cây dây anh. Hoàng cắt đi. Ô, cái này sao không được, không sao, cắt cắt này. Đấy thế. Cắt chứ. Cái này ở đây nè. Dạ. Đây nè, anh giúp cho. Để tới thì về quá. Anh kéo gì ngựa cho anh nó cho. Được chưa? Được chưa? Đây anh kéo cho. Kéo về nhà anh làm. Lên coi coi trồng bầu trống không? Không. Đây đây đây. Đây. Nó bằng phẳng nè. Thằng này chắc để cái nữa nè. Mấy thằng bự để cái nữa. Nước rửa tay đâu, nút trước hay nút bên đó. Nè, chạy ra chỗ xe nè. Này chỗ xe đó. Đứng 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 đi. Đứng 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 đi. Nè nè nè, để tao cái này ra. Chuẩn bị vô nè. Xe đăng kia anh. Bỏ xe đăng kia. Dừng dừng đứng bên kia cái đó đi. Cái này để đi. Dừng coi đi. Dừng đi. Cứ để qua xe đăng. Chậu thì ảnh chỉ ló gạch ở dưới rồi cho chất chồng lên thôi anh chị. Chất chồng cấu sơ dừa. Như có chỗ đen nè. Kê chị. Kê nó cái rễ nó mà lọc thọng dưới cao quá làm sao mà khiêng. Nhẹ bẩn. Nhẹ. Bẩn cho bao nhỏ thôi không phải. Chi dữ vậy. Trời trời ơi. Chẳng nó im á. Nó rồi bữa lên gánh gánh lên chơi. Ừ, qua chơi đi. Anh phải vô cây trong đất trong đó kìa. Đây 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 lấy cuộn keo ra đi. Lấy sợi có gì gì gạn nè. Rồi rồi. Đúng rồi, keo cột mẹ đi cho chắc. Anh còn quấn vô cây trong đất cái lụm mẹ nguyên cùi luôn đi. Đó, êm rồi đó. Vô luôn đây. Cái này chắc giọng quy bao cho vô nước luôn á. Rồi rồi. Nay chắc chồng mình tỷ lệ có gì nổi khác không anh Út? Cũng vậy rồi. Bao nhiêu anh nói lại cho bà con cái. Thì cũng bữa vô á cũng hai bao tô đen, hai bao tô dừa, bao tô sống. À đó. Ba cái thôi. Cho dung dung đi. Để cây này nó có hẹo. Chậu này chậu 1 mét lọt lòng ha. 90. Cao 60. Làm cái vú. Làm cái vú cho nó ngóc lên cho nó cho mai nó không có ấy. Giờ bữa gánh xuống chơi không? Giờ bữa gánh xuống chơi. Đâu để vuông vô xong cây tía vô mình à, vô đừng là xoay. Làm vậy đó làm đó. Cái vú làm cái vú cho gom lên xong cái rồi mình đưa vô mình xoay cây cái nó sụp xuống để xe từ từ về anh ngồi chơi xíu về có xong rồi đợi em đi từ từ nha vô đó nè ơ
tròn tròn thì mình để mặt tiền ở đâu cũng được ha. Đó. Lắc dữ đi, lắc dữ thoải mái đi. Rồi được rồi quý. Đó. Được không? Rồi, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đâu, hồng lắp cho tới đây thôi. Đẹp rồi đó. Được, cái nữa, cái nữa, cái nữa. Nhẹ nhẹ ha. Xây á, lắc như nè. Rồi, mốt, ok, rồi, đẹp rồi. Ngay chưa? Ngay rồi đó. Em thấy ngay rồi đó. Về chút, về chút. Hả? Về sao chút? Để qua phía bên này coi, bên này coi ngay chưa? Vậy để sao nửa nửa cái bọng này nó cứng nhắc à. Rồi nè, để vô, cái vô, vô cái vú vậy đó. Vô đi. Được chưa? Đẹp anh. Xích về anh chút xíu á, xích về sau chút á. Đúng rồi, kéo gãy ra sau chút xíu thôi, chút xíu rồi, nhẹ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, vậy đây, vậy đây. Rồi đổ vô. Cây whip quá. Mình thích thích gì không? Cái cẳng của nó. Thì đó, cái cẳng của nó còn dữ hơn cái cây. Đúng rồi. Mỗi cây nó dữ hơn cái cây kia luôn á. Cẳng dữ. Dạt qua bên bên kia trước. Chút à, chịu anh mới vô vô trong cây cho trống nữa kìa. Còn phô trống rồi đó. Ừ. Mấy giờ anh vô? Chắc phải 3 giờ quá. Đưa anh quyết. Phôi nào? Phôi của con gì anh? À, chịu vô rồi. Luôn cho gồ luôn, có chậu luôn sẵn làm cho gồ, không may làm gì khác. May lo bông hoa, lo kiết gì lum. Giờ tưới luôn chưa anh? Tưới luôn nè. Tưới luôn ha, cho nó tưới vô bỏ luôn chậu luôn ha. Đây. Anh chị thấy mấy vườn khác vô phôi chưa tưới, anh Út là vô phôi là anh tưới sẵn. Nhiều đây nhiều lắm. Cho dẻ luôn. Chút lên quạng bịch cho họng bịch. Mấy cây này 14 năm chưa thấy chậu nè. Xíu xíu rồi cho cây mai lớn này nè. Mà trai. Cái này bữa giờ được 3 tầng chưa anh? Chắc 3 tầng hết Hoàng. Ờ. Cái này không biết chắc được 20 ngày hả? À, cỡ đó 2 tuần rồi. Tại biết rồi, cây này là lâu rồi. Đứng có tháng rồi. Lâu rồi. À, nhưng mà mới vô là đúng rồi, mới vô nó lên rồi, cây máy lên rồi. Xì đầy luôn. Để xài đi. Uống nước đi, ngọn nước đi. Tưới luôn anh. Tưới để xong hết đi. Để còn cây giờ luôn. Mốt đóng luôn. Bây giờ anh tưới nước thôi chứ đâu có kích rễ hả? Cây là mình tưới nước là mình giao trần luôn nha. Là không kích rễ phải không? Không kích rễ mà cây mạnh đó hả? Mà cũng không có tưới tắm gì trơn nha. À. Rồi giờ anh tưới là buông luôn á, là giao. Là anh giao cho tờ trần tưới cho anh á. Nhưng mà ảnh có che cho anh à. Biết sao mai này vô không có tưới gì đâu á, tưới lần một là buông luôn à, là để tự động cái máy lên dữ lắm mình mới tưới. Anh có che lưới lan cho nữa nha mọi người. Biết để gì chứ không? Giờ mình dựa lưới lan nè. Để cho mưa khỏi. Không biết không? Anh dựa là tới đầu tháng 2 là anh đóng luôn. Đóng xong tới Tết, năm tới là cho khơi bậy nó kiếm trứng cơm. Cái máy trọn năm là lớn lẹ lắm. Dạ. Kiếm gà nhậu. Kiếm gà nhậu. Em lên em một anh ở mốt em cũng về em vô chậu nuôi mai vàng á. Chú này làm đi, cứ vậy thôi, không có làm gì chứ. Anh nuôi bồn Tết anh lấy ra còn thêm cực một đợt nữa. Không, em mà nuôi bồn á, cái bông nó hồ nó còn đất thì bông đẹp vậy. Chứ em mà lên cái bông tay nhách họ sao được. Còn chậu là bông cái chậu càng khô cái bông càng bự. Nó ổn định lên. À, là cho nó bền lắm. Còn cái dạo đất này cũng vậy nè, em mà vô về chơi Tết, cá từng lễ nó mới rụng cánh. Là vậy đó. Đó, chơi bonsai là hoàn toàn trên chậu hết. Ừ, chơi mai là phải chơi. Về nhà mai vàng không dám lên chậu, mình không rành. À, trước là anh bonsai xanh là bonsai kiển xanh đúng không? Kiển xanh thì lên chậu hết. Chút là dạng đẹp. Cứ thả đất nuôi thôi. Ừ. Có cái mai vàng mình còn chưa có nắm rõ gì thật. Làm đây. Giờ lên học anh Út là vậy, tôi nói vậy anh cấp nghề hết rồi đó. Này, đâu anh em mình trao đổi nhau mà. Thời đó mình cần cầu anh em càng nhiều càng làm được mình càng mừng, anh nói thật á. Chứ không phải người ta làm được mình buồn đâu.
ổng càng làm càng nhiều càng hay càng đẹp, vợ con có chén cơm ăn, ổng vợ nó mới cưng càng mới cưng nhiều chứ ổng không chồng làm cái cơm ăn dở chữ. Làm mấy làm cho tới luôn ha, đúng ha. Sao làm mà phải làm tới tới mức luôn. Kiếm cái đồ quý rồi, để mẹ để cơ phôi nằm đây đừng hãy được không mày. Cây tôi quý á. Cây tôi quý rồi đấy. Ha. Để kiếm cái đồ. Đâu? Để đâu? Để rồi đây là anh vàng. Trước anh xài kiển xanh là hay xài cái gì? Đứng ở đây thấy càng cái cây này càng đẹp ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Cây này em thấy cây này muốn whip mà không có thấy cái mặt này. Muốn whip nhì nhì giường của anh luôn á anh nói rồi. Cây này thấy cây này má không lẽ không lẽ tàn xác. Cây này cây tàn xác nhì giường của anh luôn á. Chỉ có thua cái cây thành phẩm là tại đó nó là đã thành phẩm rồi thôi. Còn cây này em thấy nhì giường của anh luôn á. À, whip bộ đế dữ quá. Bộ đế này bộ đế đế phong thủy luôn ha anh công. 79 nè, 79 này cắt 79 nè đúng. Cắt 79 luôn. 79 là chồng 79 luôn. Anh kiếm cái đồn. Có không? Vô nước luôn à, nó ơi. Ừ, tưới luôn mà. Để gì sách mày vô. Tưới luôn cho bà con xem cái tưới cái luôn nè. Giờ em quay thử một vòng cho bà con xem mà bộ đế nhất. Hạng nhì vườn luôn á, chỉ thua cái cây hạng nhất là nó đã thành phẩm rồi thôi. Cây vậy, cây này cây dạng cái trái bành. Này đó, cái đế. Dễ gì có cái mai kìa. Đúng rồi, đế giữ. Mà nhìn anh công chọn mặt tiền này hay quá luôn á. Chọn nhìn được hết luôn. Nè chị, quay cận lại cho bà con xem. Đó, mặt tiền này. Sắt này chung hộp. Rồi. Mặt tiền món sai luôn ha. Cành phong rồi, cành lá, cành hồi, cành bay. Rồi sát vô chút xíu đế nhìn đây cái thấy ba cục luôn. Nhìn cái tay của em nè ha. Cục ba cục. Rồi rồi rồi. Xếp cái đó đi. Rồi đó, cho nó sắp sát rồi. Đây. Giữ luôn đúng không? Cho nó giữ cái đường đi ra. Sát vô tí thôi. Để rồi. Rồi. Giấu mặt trong luôn. Ví dụ như là ba cái này đi, giả sử mặt tiền ở đây đi thì cái này nó dở không thể chọn mặt tiền ở đây là lý do thứ sao? Thứ nhất là cái dãy này nó cái che. Nó không có bàn ở đây. Nó quấn vô trong. Cái xấu của nó. Cái thứ hai nó là ở đây nếu mình ra nhánh đây là mặt tiền nó sẽ đổ vô mặt mình à. Nhìn thấy được cái đường thân dạ. Thân đẹp của nó à. Đây là phải rễ thân cành lá nó phải mình lựa cái nào đẹp nhất là mình chọn anh. Dưới đây nó hơi bị rối nữa đúng không? Lên là rối thì mình không mình chấp nhận tại vì ở đây cái mai vàng mà mình không thể nào mà như cái bonsai mà ý là cái mặt tiền á, ý mặt tiền nó mà chọn đây là nó không đẹp. Đúng rồi, cái này nó phải phong thôi tại vì thứ nhất là cành chỗ vô mặt, thứ hai nó rễ không đẹp. À. Còn bên kia cũng vậy luôn. Đó. Chọn bên này thì nó còn khó coi hơn nữa. Giờ thân cặp. Đó, đúng rồi. Thân kẹp. Nó giống như hai thân nãy nó có một thân đi lên đây em thấy không? Dạ. Biết cây này vô liền không? 30 triệu nè. 30 triệu hả anh? 30 nè. Đó, vô là anh ấy vô luôn nè. Khoảng 70 hả anh? 70. Nhưng mà nó không có tròn. 70 này nó không tròn. Nó dẹt. Lại thấy lạ lạ nè. Đó nó dẹt bên nè. Đó. Mua trên mạng. Mua trên mạng. Ừ. Thấy nó ngộ ngộ này nè phải không? À cái quai nó ngộ ngộ. Ừ, thấy nó ngộ ngộ lạ lạ. Thấy lại là mình thích mua đồ lạ lạ vậy đó. Này kiểu như hai cây luôn á anh. Hai cây dính em. Dính liền. Đúng rồi. Đó, tưới đậm chậu. Cây đó, hai cây bên này. Cây này thì ảnh vô hồi sáng rồi nè. Cây này mặt tiền ở đâu đẹp anh? Cái này chắc bên này quá ha. Mặt tiền bên này.
cây đó dạng, cây đó dạng lên đó, nó tứ diện rồi. Mặt nào cũng đẹp. Phải bên này quá. Cái này á, cái này tại vì nó cũng chắc rồi. Dạ. Theo ý riêng cá nhân anh đó. Cái bơm phi qua cho sạch nè. Cái cành này có để ra xa ra luôn. Xa luôn hay là lấy cốt ra luôn, lấy cốt xa ra. À. Tùy theo đó. Anh không hình dung được tại anh chắc rồi. Dạ. Nếu mà cái cây này mà còn nguyên cái cành ra ngoài anh sẽ hình dung được, anh sẽ chặt cái phương này, cái cây này là cái giáng đa. Cây đó gì không? Cây đó là cái cành đất sát bộ rễ này thấy không? Giáng đa. Cái đằng đa. Đằng đa mình chắc mình mất vậy nó nên mình mất cái đằng đa. À. Chắc rồi mình không biết được. Mọi người nói ý, riêng anh là con này giáng đa. Nó lúc anh chọn mặt tiền đây nè. Mặt này luôn nè. Đây mà chắc mất cốt cành rồi, thay cái cốt cành người ta để ở đây nó ví dụ ở đây nó là đa. Để giữ cho hoa cả. Đang khoảng 30 đi ra đây. Đậu bài sạch cho tan hết đi đâu. Này nhiều khi em nghĩ cái cụ chắc cũng ra nó cũng bự luôn chứ nó không giót. Giót chứ nó phải giót, chứ nhiều phải giót chứ. Mình phải giót được. Cây này xưa cành nó ra bự không anh hay là giót? Không, cái cây đó vậy ở trên nó hư. Ở trên nó hư hả? Ừ. Cắt nghiêng nhẹ thôi, nhìn kéo quá, nhìn kéo quá nó sẽ nhìn thấy cái mặt cắt mặt tiền nó lớn lắm. À. Cây dưới muốn mình khó lắm. Ừ. Mình nhìn nó giống như mình nhìn là như cái này mình thấy kéo. Nó hình thành cái oval đấy, mình nhìn trực diện mình thấy nó hoành 40 lận. Đúng rồi. Khi mình nhìn kéo nó sẽ... Cây đó bác nè đó, còn cái chủ hư. Nhắm chủ hư á. Ừ. Cây đó mua mạng luôn, cây của anh Hoàng. Một cây này kéo hết tất cả luôn nè anh. Còn cây của anh. Cây của anh hả? Ừ. Anh chơi cây của anh dữ vậy đúng. Thì anh lâu lâu coi có cây mình còn thấy được rồi, liệu cơm gấp mắm mà được thì hốt không được thì có cây mua. Cái này là nếu như chưa cắt á, dạ. Anh góp ý á. Dạ. Nếu anh góp ý một là cây này anh chắc nhắn đa, còn hai nữa là cây này anh sẽ cắt lấy độc chủ của nhánh này. Nếu nhánh này nó dài lên nó sẽ thì à. Để lên đây nè, không? Ừ. Để lên đây thì cây này anh sẽ lấy cái đường thân nó lại. Đây là cành một để dài ra chút xíu. Yeah. Phải không? Anh lấy cái đường thân nó, tại vì nó có cái bộ rễ lết nè, anh thấy không? Cái yeah. Bộ rễ nó không? Cái bộ rễ lết ở trường phải không? Cái cây là sẽ lấy cái cây này sẽ lấy cái thân này nè. Cái mặt này là yeah. Nó có nhánh mẫn tay à. Ừ. Mình mới đốn bỏ nè. Cái cây này là nó lụng rồi à. Ở dưới người ta cắt sẵn rồi. Ý là cái bộ rễ nó trời ở đây mình nhìn theo cái chỗ nè. Bắt đầu từ đây là nó sẽ lượn cái thân này lắm nè. Dạ. Này nè, anh sẽ lấy gió lên đây thì ví dụ như lấy đó làm bệnh đó ha. À, lấy cái đọt này lên đây rồi mình sẽ dựng lên đây. Rồi cái cây này nó có cái thân trường là cái này. Là cái thân. Ý là cái nhánh này anh cắt luôn đó không? À, cắt cái này lấy cắt luôn. Lấy cành, mà cành cho trong miếng nữa. Rồi thậm chí phê lên đây đặng lấy cái eo này nè. À. Lấy cái eo này nó dông ra đây luôn, lượng nó đọt lên đây rồi bắt đầu cành. À, nhưng mà họ không biết cái gốc nó như thế nào. Đúng rồi, cắt rồi thì mình không có hình dung được. Giờ mình hình dung cho nó đẹp thôi. Nó có cái hông lết nè, em thấy không? Thấy dạ, thấy em thấy rồi. Hông lết vậy thì xong rồi giao cho trời ha anh. Vậy nấu. Là giao trời đó, không có làm nữa, cái tứ là vậy là xong xuôi đó. Vậy thì xong rồi tụi mình. À. Rồi khi nào anh mới khỏi, khi nào mới tưới kích rễ anh? Không có tưới kích rễ, kích gì cho anh luôn. Không có kích rễ. Giống như mấy cây này luôn phải không? Không có xài gì, hồi mai cả mai ăn Tết luôn, không có kích rễ. Anh không có xài kích rễ. Vậy là cái mèo này nè. Ừ. Em biết về bữa sạch trơn. Khỏi làm, lấy áo trùm lại 10 ngày dở ra cây mai, tự cây mai lên nhựa, cây mai chết mèo luôn. Chết mèo luôn. Không cần làm gì chứ. Là bỏ ánh sáng này cho nó tối là nó chết mèo đúng không? Ánh sáng tối trùm lại là chết à. Thì trùm lại nó tối nó không có sáng nữa là đúng chết. Rồi. Vậy ợt không có gì mà khó, không có tốn ngày nào đâu á. Nè là cái mèo này nè anh chị, nhiều anh chị hỏi cách sao làm cho mèo hết mèo nè. Không có mua gì mà chét chi mà động não nữa. Cứ lấy cái áo trùm lại là vừa lừa lại cái mai mà vừa mèo chết luôn. À, nó không lấy sáng nữa thì nó khổ không chết rồi. Rồi thôi tới đây cái clip em tạm kết thúc clip nha anh chị. Không có bị thiệt hại gì hết. Cây mai rất là sung túc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Chào Nút, chào tất cả anh em, chào anh Hoàng, chào anh nha. Rồi hello, chào Quý luôn nha. Rồi. Xin chào mọi người.